Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 6, hơn 13.250 thí sinh của thành phố bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay thì nó diễn ra trong một cái hoàn cảnh đặc biệt khi mà chúng ta vừa phải đảm bảo các an toàn về phòng dịch COVID-19 và vừa phải đảm bảo chất lượng của kỳ thi. Và ngành giáo dục thành phố đã có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như là nhiều phương án để mà kỳ thi diễn ra một cách an toàn và suôn sẻ. Và kỳ thi này là một cái bước ngoặt quan trọng đối với mỗi học sinh và hy vọng rằng các em sẽ có cho mình một cái tâm thế, một cái tư thế tốt nhất để có thể hoàn thành tốt cái kỳ thi của mình. Từ sớm, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố hơn 13.250 thí sinh đăng ký dự thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn và 1.058 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Thí sinh đến các điểm thi được hướng dẫn thực hiện các bước phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt từ cổng trường đến phòng thi. Em đã chuẩn bị tâm lý rất là chắc và kiến thức cũng phải là ổn định để khi vô phòng thi mình sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ riêng các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng mang tâm trạng hồi hộp trước khi con bước vào môn thi đầu tiên. Tất cả người thân thì ai cũng động viên, nói con là đã ra thi rồi thì nói chung là phải bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt thôi. Các trường chuẩn bị rất là tốt cho các con kiểm tra dịch tễ trước nè. Rồi nói chung là đảm bảo an toàn, phụ huynh yên tâm. Sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn thời gian 120 phút từ 8 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ thời gian 90 phút từ 14 giờ 30 đến 16 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực, khách quan.